đi, mình là Thi. Hình như cái camera nó hơi mờ. Hai mọi người đến với kênh Nào Ta Cùng Đi, mình là Thi. Lâu lắm rồi mình mới sử dụng cái camera GoPro 7 này. Cái GoPro 7 này có một cái camera góc rộng khá là tuyệt vời, cùng với lại chất lượng hình ảnh rất là tốt. Ngoài ra chống rung thì cực kỳ bá đạo luôn. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái camera góc rộng của cái GoPro 7 này để chia sẻ tới mọi người một cái khu nghỉ dưỡng cực kỳ thích hợp với gia đình và nhóm bạn cho dịp hè này. Thì đây là khu nghỉ dưỡng Oceanic Villa Mũi Né nha các bạn, nằm ở địa chỉ là số 74C Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Thì bây giờ mình đã đứng ở trước cửa của villa rồi, và mình sẽ dắt các bạn vào bên trong để tham quan cái villa này nha. Đi thôi. Khu nghỉ dưỡng này nằm ngay mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng, tuy nhiên là do cái lối vào hơi nhỏ nên sẽ hơi bị khuất nha các bạn. Khi mà các bạn search trên Google đi tới gần khoảng chừng 200-300m ở vị trí này thì nên đi chậm lại để có thể quẹo vào đúng cái hẻm. Thì đây là lối vào bên trong của khu nghỉ dưỡng nè. Ở đây được trồng rất là nhiều loại cây để làm cho khu này trở nên tươi mát hơn. Ở Phan Thiết thì khí hậu nắng gió hơi khô nên là có thêm những cái mảng xanh này sẽ làm cho du khách cảm thấy thoải mái hơn và được thư giãn, refresh hơn. Ở đây là một khu nghỉ dưỡng tư nhân bao gồm 3 căn villa và có 2 loại villa, đó là một loại 3 phòng ngủ và một loại 4 phòng ngủ. Thì đây là vị trí sẽ để những cái chiếc xe gia đình mà khi bạn tới nghỉ dưỡng thì bạn sẽ để xe đây ha. Bữa nay mình đi cũng khá đông người nên sẽ chọn cái căn mà 4 phòng ngủ. Đây là lối vào cái căn 4 phòng ngủ của mình. Đây là những thảm xanh rất là đẹp. Trong villa. Bên trong những cái căn villa này đều có khu bếp nha các bạn, để các bạn có thể được nấu ăn nè. Bạn có thể đem đồ dùng, bạn có thể đem sẵn đồ ăn ở nhà lên đây nấu. Có đầy đủ các loại máy như là lò nướng, microwave, bếp. Đây là bếp ga nha các bạn, máy hút nè, rồi tủ lạnh hai cửa rất là lớn, bạn có thể để rất là nhiều đồ ăn trong này. Đây là cái khu chế biến đồ ăn rồi rửa chén, được thiết kế rất là tay luôn. Đây là khu vực bàn ăn nè. Ở phía trước mình là cái khu vực hồ bơi và hướng thẳng ra biển nha mọi người. Đây là khu vực phòng khách, có những cái ghế sofa rất là bự và êm luôn, mọi người có thể ngủ ở đây luôn nếu mà có thức khuya. Còn đây là phòng ngủ ở dưới tầng trệt ha, phòng này hướng thẳng ra biển luôn các bạn. Mình sẽ mở cửa sổ cho các bạn xem, hướng thẳng ra biển và hồ bơi luôn, rất là lãng mạn cho những cái cặp đôi, nhất là vợ chồng son. Thì có tivi nè, tủ đèn đầy đủ hết. Cái này là cái cửa để ra vào phòng tắm, đóng lại ra vào phòng tắm các bạn. Thì ở dưới này còn có một cái hồ massage nữa nha các bạn, các bạn có thể ngâm mình ở trong đây để mà massage cơ thể thư giãn. Rất là nhiều cây cối, không khí rất là trong lành luôn. Ở đây là phòng tắm đứng nè, bồn tắm đứng. Cái cửa này là kìa, bên đây là khu vực toilet. Ở đây mình được cho khăn và tất cả các dụng cụ vệ sinh cá nhân đầy đủ. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên lầu nha. Đây là cầu thang đi lên lầu nha mọi người, được thiết kế bằng gỗ, nhìn rất là sang trọng luôn. Ở
đây có một cái ghế salon để có thể ngồi đợi những cái phòng, những cái chủ nhân những cái phòng này đi ra thì bạn có thể ngồi đợi đây. Bên đây là phòng ngủ trên lầu phía hướng biển. Sáng chỉ cần mở màn ra là thấy được biển liền luôn. Rồi có thể nhìn thẳng xuống hồ bơi nè. Bây giờ là đã 5 giờ chiều rồi. Và ở đây như bữa nay cũng đang trong mùa mưa nên là không có nắng nhiều. Thời tiết rất là thoải mái. Còn trên đây cũng có bồn tắm đứng này nhưng mà sẽ không có cửa nha các bạn. Phòng ở bên này với phòng bên này là giống y chang nhau luôn. Và ở ngoài ban công có thể thông lại với nhau. Còn cái phòng này ở mặt sau. Mặt sau sẽ là hướng vườn. Thiết kế về trong phòng này thì cũng có bồn tắm đứng. Rồi toilet là một cái cửa riêng luôn. Đây, toilet là một cái cửa riêng như thế này. Rồi có tủ quần áo, hai tủ bự. Ở đây là bồn rửa mặt nè, lavabo. Giường thì hướng vườn nha các bạn. Ở đây có thể mở ra, mở cửa ra ngoài đây ngồi ngắm sao, ngắm trăng. Buổi tối ra ngoài đây ngồi ngắm trời rồi hưởng không khí cũng rất là tuyệt luôn. Là căn villa này sẽ có 4 phòng nha các bạn. Rất là phù hợp cho nhóm gia đình từ 8 người lớn với lại 5 trẻ em. Nếu mà bạn có thêm người ở trong đây thì bạn có thể báo cho quản lý của villa này để mà được tư vấn thêm. Đây là khu vực hồ bơi, rất thích hợp cho trẻ nhỏ luôn mà các bạn thoải mái cho các bé bơi mà luôn ở trong tầm mắt. Không có bị, chung là ở phía bên đây nó sẽ hơi sâu các bạn nhưng mà mấy bé ở trong tầm mắt thì vẫn sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Ở đây có một cái ghế nhỏ để có thể ngắm cảnh biển ở phía ngoài nè. Bên đây cũng có nguyên dãy salon để buổi tối mọi người có thể ngồi nói chuyện với nhau. Con với hai đứa con của bạn mình đang đi bơi này. Buổi tối ở phía ngoài này mình có thể làm một bữa tiệc nướng nè. Ở bên nhà cái bên cũng đang chuẩn bị nướng đồ ăn. Còn đây là cái ghế salon. Chiều chiều có thể ra đây ngồi và hóng gió nè. Phía dưới này là biển, bạn có thể đi thẳng ra biển luôn, tắm biển rất là thoải mái. Bên kia là một cái làng chài nhỏ nhỏ. Ở bên bển sẽ có một vài chỗ bán đồ nướng như là hải sản nướng, sò điệp, rồi ốc tỏi, rồi các loại ốc á. Thì bạn có thể quanh bển để order họ bưng qua đây cho mình ăn ha. Bữa nay thời tiết của Phan Thiết có vẻ hơi ẩm nhiều á. Chỉ là trời nóng mà nó không có mưa nổi nên là nó rất là ẩm ẩm. Đợt trước mình đi ở khu vực này có rất là nhiều người nước ngoài chơi lướt sóng ở đây. Tuy nhiên là bữa nay rất là vắng, chắc là do nước mình đang đóng cửa, hạn chế khách du lịch vô nên là rất là ít người. Ở cái biển Phan Thiết này rất là phù hợp cho việc lướt sóng các bạn. Lướt sóng bình thường là lướt sóng diều nè, lướt sóng ca buồm nè. Nếu mà các bạn quan tâm tới cái bộ môn này thì có thể kiếm một vài trường dạy lướt sóng ở trên đây. Thì nãy giờ mình đã dắt các bạn đi một vòng cái villa này rồi. Thì với giá 8 triệu một đêm vào ngày cuối tuần bao gồm cả ăn sáng, buổi sáng thì nhân viên sẽ vào hỏi bạn muốn dùng món gì. Ở đây mình thấy có phở bò, phở gà, bánh mì ốp la và một số món khác. Thì bạn chỉ cần nói với nhân viên và họ sẽ bưng vào tận villa cho bạn luôn ha. Mình mong các bạn sẽ nhận một thông tin hữu ích để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè của gia đình mình nha. Nhớ bấm like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.